Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Tuần này mình đi làm cả đêm mà các bạn. Tranh thủ á, mình ngồi đây mình làm một cái video chia sẻ với các bạn về tình hình dịch bệnh ở địa phương mình đang sinh sống nha các bạn. Sau cái kỳ nghỉ lễ dài vừa qua thì có rất nhiều điều nó thay đổi ấy các bạn. Hello. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Tại mình đang ngồi ở trong xưởng á, nhiều khi cái âm thanh á nó không có được rõ ràng một chút, cho nên các bạn cố gắng nghe cũng được các bạn nhé. Đó là ngày hôm nay các bạn, ở cái địa phương của mình á, ở thành phố Kumano, tỉnh Mie của Nhật Bản á, thì công ty của mình á sáng vừa rồi á thì người ta họp toàn bộ nhân viên lại các bạn ạ, để thông báo về cái tình hình dịch bệnh ở thành phố của mình á. Thì từ trước đến giờ á, cái chỗ của mình á thì rất là an toàn các bạn ạ, chưa có cái trường hợp nào bị nhiễm virus corona cả. Thì sau cái đợt tuần lễ vàng vừa rồi ấy các bạn, cái đợt lễ dài của Nhật vừa rồi á, thì ở chỗ mình á có đến 11 ca bị nhiễm Covid-19 các bạn ạ. Và cái trường hợp á, những cái F1, F2 á, thì bây giờ á, nó vẫn chưa biết như thế nào cả các bạn. Cho nên á, ở chỗ mình hiện tại bây giờ á, thì là không có an toàn. Và hai ngày vừa qua thì ở chỗ mình á, trời nó mưa rất là nhiều luôn các bạn. Nó không còn còn nắng nóng như tuần trước nữa. Thì các bạn thấy là cái tình hình á, dịch bệnh ở Nhật Bản á, thì mình có cảm nhận rằng nó đang diễn biến khá là phức tạp với các bạn. Tại vì á, hồi giờ á, thông thường á, nó chỉ có phát tán nhiều á, nó bùng nổ nhiều á, ở những thành phố lớn thôi. Nhưng cái nơi an toàn như chỗ mình này, các bạn thấy mình hay quay rừng núi không, biển cả không, và dân cư nơi chỗ mình á, ở thành phố của mình ở á, thì cũng không có nhiều nữa. Cho nên á, nó cũng khá là an toàn luôn các bạn ạ. Nhưng mà sau cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi á, thì mình theo quan điểm của mình á, có một số cái nguyên nhân này cho nên nó mới đem cái dịch bệnh về đến cái chỗ mình các bạn ạ. Đó là thứ nhất á, là những cái người ở vùng khác á, ở vùng Osaka này các bạn, ở Aichi á, hoặc ở những cái chỗ khác á, người ta trở về quê nhà để thăm gia đình các bạn ạ. Và cái kiểu như là do những cái đợt dịch bệnh bùng phát lúc trước rồi á, thì người ta bây giờ á, cũng là nhơn rồi các bạn ạ. Người ta bây giờ cũng không có quan tâm luôn á. Chỉ có những người đa số á, những cái người mà lao động xa nhà như mình và nhiều bạn khác á, thì lo các bạn. Tại vì á, các bạn bị đau ốm ở bên này á, thì các bạn phải coi như là tự lo hết luôn các bạn. Tiền bạc rồi thuốc men này nọ kia thì các bạn phải tự lo nhé. Đó là vấn đề về tiền bạc và vật chất. Còn cái vấn đề mà quan trọng nhất á, đó là khi các bạn bị mắc, bị nhiễm cái virus này vào rồi á, thì cho dù các bạn có lần á, thì chắc chắn đa số các bạn sẽ có cái khả năng lần rất là cao các bạn. Tại vì nhiều trường hợp thực tập sinh lao động của Việt Nam á, bị nhiễm Covid rất là nhiều rồi. Bạn bè mình á, cũng làm ở đây Osaka á, thì trong công ty của nó luôn, cũng là người Việt Nam luôn, cũng có một số người á, đã bị nhiễm luôn rồi các bạn. Nhưng mà sau khoảng 10 ngày á, thì nó khỏi các bạn. Khỏi thì khỏi thôi. Từ cách ly nha các bạn, các bạn từ ở phòng, rồi các bạn nhờ người trong công ty á, là bạn bè này kia các bạn cùng với nhau á, thì người ta mua đồ ăn cho các bạn, rồi mua thuốc thang này kia cho các bạn ấy. Trong thời gian đó thì nó cũng vượt qua các bạn ạ. Nhưng mà cái triệu chứng á, cái hư tổn á, của nó để lại á, thì chưa biết như thế nào đâu các bạn ha. Tại vì các bạn đang còn trẻ á, sức khỏe của các bạn đang còn rất là tốt, và cái sức đề kháng của các bạn á, thì rất là cao. Vì vậy các bạn có thể vượt qua được những cái như thế này các bạn, nhờ vào cái chế độ ăn uống này, nhờ vào cái chế độ nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi của các bạn á, rồi các bạn luyện tập thể dục thể thao trong thời gian đó này các bạn ha. Thì đó là mình cập nhật cái tình hình ở bên này cho các bạn ha. Còn tuần vừa qua thì mình có xem một số bạn đang tuyển dụng xuất khẩu lao động đi Nhật Bản á, hoặc là đi Đài Loan này các bạn. Thì mình có thấy nhiều bạn đang ở Việt Nam, nhưng mà nhiều bạn á kiểu giống như là chưa cập nhật cái tình hình dịch bệnh thực tế ở bên Nhật Bản này các bạn ạ. Cứ bảo á là ở bên Nhật Bản này vaccine á này kia tiêm gần xong rồi, tiêm như thế này thì kia rồi ấy các bạn. Thì mình xin thưa với các bạn luôn là những người đó
họ không có một con số nào cả, và họ cũng, mình không biết á là họ đọc những cái thông tin đó ở đâu cả. Còn mình đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản đây, mình đọc báo của Nhật thường xuyên các bạn ạ, và mình cũng xem cập nhật theo dõi á những cái trang tin tức các bạn ở trên Facebook này kia của nhiều cái hội nhóm này kia khá là uy tín. Và đặc biệt hơn nữa đó là người Nhật, mình làm việc cùng với người Nhật ở công ty á các bạn, thì thỉnh thoảng á, thì mình hỏi á, là khi nào á, thì tỉnh của mình, thành phố của mình á, sẽ được tiêm vaccine và như thế nào các bạn. Thì người ta, người Nhật á các bạn, thì họ có nhiều thông tin hơn cái người mình ha. Chứ đừng, nhiều bạn đừng có nghe quá nhiều á về những cái người mà môi giới xuất khẩu lao động ở Việt Nam á, họ nói những cái tích cực này kia. Mình á, thì mình lại rất là thích những cái người á, mà họ nói trung thực á các bạn, để làm sao để các bạn khách hàng á là họ có được một cái tin tức chính xác các bạn, để các bạn có cái sự chuẩn bị này, để các bạn biết hình dung được á ở bên Nhật Bản hiện tại bây giờ như thế nào, các bạn có nên quyết định thi đơn hàng, phỏng vấn đơn hàng lúc này hay không. Tại vì á, nhiều bạn cùng gia đình khó khăn á các bạn, và cũng vay tiền này kia rất là nhiều nữa, cho nên mình hiểu và cảm thông cho các bạn được. Chứ không phải á là những cái người môi giới xuất khẩu lao động đó á, là cứ lấy các bạn vào rồi, lấy tiền của các bạn được rồi á, thì mặc kệ các bạn học như thế nào thì học, dịch bệnh như thế nào là dịch bệnh, bay lúc nào thì việc của các bạn, tao lấy tiền của tụi bay rồi thì tao lấy rồi. Kiểu như vậy á, thì mình lại không thích đó các bạn. Với là một cái người á, cũng sinh ra trong một cái gia đình khó khăn, mình cũng qua đây đi lao động như nhiều các bạn khác thôi, thì mình hiểu được cái khó khăn của các bạn. Cái số tiền mà các bạn phải vay mượn á, rồi các bạn phải làm lùng rất là vất vả để mà các bạn có thể tích lũy được một số tiền như vậy ha, để các bạn qua đây, các bạn cùng sinh ra trong một cái gia đình á, không có khá giả. Nếu như các bạn khá giả thì các bạn có thể chọn những cái con đường khác, ví dụ như là đi du học các bạn ha, hoặc các bạn có thể ở nhà, các bạn làm những công việc khác, nhiều người quen này kia xin những công việc tốt hơn và có cái khả năng thăng tiến tốt hơn. Thì đó là mình chia sẻ như vậy. Còn đa số qua đấy á, là chủ yếu để kiếm tiền các bạn ạ, lao động chân tay là chính thôi. Còn qua đấy á, cũng mong sao bây giờ các bạn ạ, thực tế á, là dịch bệnh mà sẽ có công ty á, công việc làm đều, và có công ty á, công việc thì ít. Cái đó là tùy thuộc vào cái sự may mắn của các bạn nhá. Các bạn không thể điều khiển được những cái yếu tố khách quan đó được các bạn ạ. Các bạn chỉ có thể đó là đón nhận những cái sự việc xảy ra xung quanh của các bạn thôi. Mình ví dụ như thế này cho nó dễ hiểu ha. Thì nếu như các bạn bây giờ đang ở Nhật, đang ở Việt Nam ấy, đang đã đầu phỏng vấn rồi, thì tuần vừa qua thì cũng có một số bạn nhắn tin cho mình, cũng là thông báo đã đủ đơn hàng phỏng vấn rồi các bạn ạ. Và nhưng mà bây giờ dịch bệnh quá chưa có thể tập trung đi học được, thì mình cũng gửi lời chúc mừng các bạn đó đã đủ đơn hàng rồi. Vì còn cái chuyện Covid á, là cái chuyện là không ai có thể đoán được được các bạn ạ. Thì á, thì bây giờ á, hãy cố gắng tập luyện thể dục thể thao, giữ gìn sức khỏe thật là tốt. Lên mạng YouTube này kia, các em có thể học được về tiếng Nhật cơ bản đi, rồi nghe nói giao tiếp này kia, từ cơ bản này kia đi. Rồi khi á, tình hình á, Việt Nam của mình á, họ kiểm soát dịch bệnh tốt rồi á, thì các bạn sẽ đến học thôi. Và mình cũng mong rằng á, thì dịch bệnh nó sẽ kết thúc nhanh đi, để các bạn có thể qua Nhật Bản đây làm việc ha. Thì bây giờ các bạn biết rồi đó, ở Việt Nam bây giờ nhiều người để có được cái thu nhập 10-15 triệu mỗi tháng mà chưa trừ tiền phòng, chưa trừ tiền ăn uống thì cũng rất là khó khăn đó các bạn. Nhiều bạn làm trong những cái ngành nghề spa này các bạn, chăm sóc sắc đẹp hoặc là liên quan đến những ngành nghề dịch vụ quản lý khách sạn thì bây giờ công việc rất là khó khăn. Nhiều bạn còn bị sa thải này các bạn ạ, phải về quê, phải nhờ ở ăn uống và sinh sống ở nhờ gia đình trong khoảng thời gian khó khăn này nữa các bạn ha. Vì vậy thì bây giờ theo quan điểm của mình là bây giờ là sức khỏe là quan trọng nhất các bạn ạ. Các bạn hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của các bạn thật tốt ha. Còn tiền bạc á, công việc á, thì các bạn làm cả đời chứ không phải là làm ngày một ngày hai, tháng này quá tháng nọ đâu các bạn, lâu dài mà ha. Cho nên các bạn, mình mong rằng á, các bạn có thể giữ được cái năng lượng thật là tốt nha các bạn. Đấy, chỗ mình bây giờ cũng là không an toàn rồi các bạn ạ. Bây giờ thì
phải tự bảo vệ mình trước tiên thôi các bạn ha. Mình bây giờ gặp người Nhật thì mình cũng chào hỏi từ xa thôi các bạn, và tránh tiếp xúc và tránh nói chuyện rất là nhiều luôn. Đấy các bạn thấy chỗ mình đây không, đây không có ai hết cả các bạn ạ. Mình để những cái chỗ ngồi á mà vắng, mình cùng ngài tiếp xúc trong giai đoạn này, tại vì bây giờ mình không biết ai bị nhiễm hay không ai bị nhiễm cả các bạn. Thì lên công ty á, mình cũng sử dụng côn sát trùng tay chân này kia các bạn, rồi bị khẩu trang này kia. Đó, và trong cái xưởng của mình á thì khá là nóng, và điều hòa thì cục gió các bạn thì nó hoạt động rất là tốt luôn. Vì vậy á thì nó tăng cái khả năng phòng vệ cho mình nhiều hơn. Những cái chính mình muốn truyền tải đến các bạn á, đó là các bạn hãy cố gắng á giữ gìn sức khỏe của các bạn thật là tốt, và gia tăng cái nền tảng thể lực của các bạn á, cái sức đề kháng bên trong của các bạn á là cái yếu tố quan trọng nữa ha. Và cố gắng ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, và mình chúc các bạn sẽ vượt qua, cùng nhau vượt qua cái giai đoạn khó khăn này ha. Và hy vọng rằng sẽ gặp các bạn một thời gian gần nhất ở Nhật Bản này hay là ở Việt Nam. Và mình luôn luôn chúc bạn và gia đình của các bạn thật nhiều sức khỏe, và xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ mình chuẩn bị vào làm việc các bạn ạ. Bye bye.